Mang niềm thương cảm trước nhiều hoàn cảnh bệnh nhân nghèo, vừa phải lo tiền thuốc men, vừa lo ăn từng bữa, nên những con người trong Phù Sa Yêu Thương hôm nay luôn đỏ lửa với mong muốn chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng cho bệnh nhân nghèo, góp phần đưa họ trở về với cuộc sống hàng ngày. Ba giờ sáng có lẽ là thời gian mọi người vẫn còn say giấc. Thế nhưng, có những người phụ nữ sẵn sàng dậy sớm để chuẩn bị một bữa sáng cho những bệnh nhân được no dạ ấm lòng. Công việc diễn ra trong thầm lặng ấy đã tiếp thêm niềm tin trợ lực cho biết bao số phận trong cơn bệnh hiểm nghèo. Cứ nghĩ giờ mình không làm gì thì đi góp phần với xã hội để phục vụ cho mà chị em bệnh nhân mà đang gặp khó khăn á, mà nấu cháo để mà góp phần cho mấy chị nó nghèo mà được bữa cháo sáng thì nó cũng đỡ tốn đi được phần kinh phí gia đình đang gặp khó. 3 giờ mọi khâu chuẩn bị đã hoàn thành, nồi cháo trắng đã sẵn sàng để chia sẻ với bệnh nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Tổ cơm cháo từ thiện này đã duy trì hơn 10 năm nay. Đó cũng là thời gian bà Nguyễn Kim Xuân gắn bó với công việc này. Bà quen với việc dậy sớm, chuẩn bị chu toàn mọi thứ để mang đến bữa ăn no và ấm lòng những bệnh nhân nghèo. Ngoài bà Xuân, để bếp đỏ lửa còn có sự chung tay của 10 thành viên khác. Các cô, các chị ở những độ tuổi khác nhau, mỗi người phụ trách một công việc cho bữa cơm cháo mỗi ngày. Cái nỗi mà cũng như những người nghèo mà thiếu thốn, rồi lại đây nhận được phần cháo là thấy cũng vui, mình cũng vui lây. 6 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại tổ cơm cháo từ thiện bệnh viện Sản Nhi. Đến khoảng 6 giờ 20, hai nồi cháo đầy đã được vơi nhiều. Bệnh nhân và người nhà lần lượt nhận những suất ăn đầy nghĩa tình. No lòng buổi sáng, ấm lòng lúc khó khăn. Mỗi nồi cháo hàng ngày lại là một sự động viên đối với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong lúc bệnh tật. Máy là vui nữa, rất vui. Yeah. Chất lượng luôn. Bởi vì ở ngoài bán không ngon, mới vô đây xin cho em ăn, em bé ăn cũng ngon. Đến đây vào mỗi sáng để thấy sự ấm cúng của tình người. Các cô, các chị phụ trách bếp vẫn cần mẫn với từng bữa cơm, bữa cháo ngay từ tờ mờ sáng. Và nhận lại là niềm vui từ những cái xiết tay thân tình trong lúc đau ốm, cần sự động viên. Những bát cháo, những suất cơm trao tặng tuy giá trị không lớn nhưng đã thể hiện được tình cảm ấm áp của con người và đạo lý tốt đẹp, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cùng nhau lan tỏa ngọn lửa yêu thương trên khắp miền quê hương trong những ngày Tết đến xuân về.